Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì nó có một vài cái sự kiện mới, mình sẽ review cho anh em nhé. Để xem là cái sự kiện nào nên chơi và cái sự kiện nào nên bỏ qua anh em nhé. Đầu tiên là trong cái gói siêu hờ, nó đã bổ sung thêm một vài quỹ nữa, quỹ tu vi tiên duyên và quỹ trấn yêu tháp tiên duyên anh em nhé. Nhưng mà mình không hiểu kiểu gì luôn. Admin lười thực sự luôn, ở dưới này mấy cái phông chữ thì đang để đẹp như thế này, trên này tự nhiên lạc quẻ một phông chữ Ariel, cày vãi trưởng luôn anh em ạ. Ở trong này thì nó sẽ có thêm một số những cái phần thưởng, ví dụ như là tiên ngọc nếu như anh em nạp 379k. Thì mình lại cứ tưởng là hết cái quỹ này đầu tiên rồi ấy, thì nó sẽ không ra nữa, ai ngờ đâu là nó vẫn sẽ bổ sung thêm nha. Nếu như mà level 310 là chúng ta sẽ có 2.000 này, 4.000, 6.000, 8.000, ô, được phết nhở. Chính là cái quỹ này lời ghê anh em ạ. Đấy, lên level 420 là chúng ta cũng nhận được bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tổng cộng là 26k tiên ngọc, nhiều phết anh em ạ. Có tội là nó cần thời gian, là phải cày cuốc thôi. Lâu ghê ấy, không phải là nhanh đâu. Lên tận level 420 cơ mà. Thì nếu như anh em có điều kiện thì nạp này ngon. Thì nếu như mà có thể nạp được cái gói đấy á, trong cái phần khiêu chiến yêu vương này thì mình cứ all in quét 8 lần một ngày, cái gì đấy cực kỳ đơn giản, tại vì chúng ta có quỹ rồi mà. Tiếp theo nữa đó chính là cái quỹ trấn yêu tháp tiên duyên, cái này cũng ngon nha anh em, mỗi tội là hơi chạy 1299. Ủa, nhiều nước tẩy tiên vãi, dùng để tẩy luyện skill cho pet. Đây này, có rất nhiều ngựa linh thạch luôn nha, có cả dương pet đỏ luôn nha anh em. Đấy, ui nhiều nhờ, thốn ai. Ở dưới này thì có thêm hai cái gói linh thú ngẫu nhiên nữa, nhưng mà hai gói này thì mình không đánh giá cao, bởi vì là nó khó ra được với con pet là mình cần lắm. Nhưng mà để mình tính toán thử xem là bao nhiêu ngựa linh thạch nhá. 250 này, 300 này, 600 này, 600 đây là 850, 900 này, 900 cộng với lại 500 là 1.400 này, 1.400 cộng 300 là 1.700 này, 1.700 cộng 250 là 1.950, 1.950 mà cộng với cả 50 là bằng 2.200. Ui, tổng cộng là 2.500 cái ngựa linh thạch. Nó tính ra đâu đó là khoảng 2 em pet đỏ nữa, 2 em pet đỏ rưỡi. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có khá những cái phần thưởng. Ôi, nói chung cái này là được, tuyệt vời đấy. Đáng lẽ ra nhưng mà nó lại khó ở chỗ là nếu như mình không nạp cái gói trước thì nó sẽ không xuất hiện cái gói sau này anh em nhé. Mình là mình nạp cái gói quỹ này một lần rồi, thế nên là bây giờ nạp hết rồi thì bây giờ vượt trấn yêu tháp nó cao hơn thì nó bắt đầu nó xuất hiện gói quỹ tiếp theo. Chứ nếu như anh em chưa nạp gói trước ấy, thì chắc chắn là sẽ không xuất hiện gói sau này. Đấy, nhưng mà gói sau này thì nó ngon hơn gói trước. Giời, cay thế nhỉ. Cũng biết gọi là hút máu đấy, được đấy. Nhưng nếu như anh em nào đua top thì chắc là cần đấy, bởi vì gói này nó xịn. Tiếp theo là có một số những cái gói mới này, ví dụ như cái này, quà lập hạ mát mẻ, tức là mới vào hè đây anh em ơi. Để mình xem 129k. Thật sự trong những cái phần quà trong này thì mình chỉ đánh giá mỗi cái đào tiên là ok thôi. Đấy, đào tiên thì mình sẽ có tổng cộng là 460 đào, cộng thêm cái này nữa thì mình sẽ có cơ hội sở hữu được 166 đào. Nhưng mà cái tỷ lệ ra thì mình chưa biết. Đấy, có 5 cái liền cơ, 1, 2, 3, 4 à. Mà mình sẽ nhận được 5 cái. Nếu như anh em hên thì vào 166 đào nhiều thì anh em sẽ có lời, còn nếu không thì sẽ là cũng bình thường, không lời lắm. 249 thì sẽ được chọn hai cái thì vẫn cứ đào đầu tiên nhé. Cái thứ hai này thì tùy anh em, nếu anh em mà thiếu có thể là lựa chọn cái ngựa linh thạch đấy, hoặc là đây này, mình thấy là anh em nên lựa chọn cái đá ngũ sắc này thì là hợp lý nhất. Ngựa linh thạch thì còn kiếm được, nhưng mà đá ngũ sắc này kiếm lâu vãi. 32 cái đá ngũ sắc này anh em có phải chơi cả 1 đến 2 tuần đấy. Anh em nào đúng là tốt không cao phải 2 tuần mới có 32 cái đá ngũ sắc đấy. Thì tốt nhất là anh em nên chọn cái đá ngũ sắc đấy thì hợp lý hơn nhá. Tiếp theo nữa là cái sự kiện yêu vực man hoang. Thì sau một vài lần chơi sự kiện này thì mình ngộ ra một cái chân lý. Ví dụ như đây nhá, vào càng sớm càng tốt. Tức là sự kiện nó mở lúc 10 giờ thì anh em vào càng sớm càng tốt nhá. Đấy, để có thể là vã, tránh cái trường hợp là nó hồi thể lực rồi mà mình lại bị đầy thể lực nó không hồi nữa cho mình ấy thì nó phí. Đấy, tiếp tục này, cố lên, 500 năm đi, lầu thê. Đây rồi, hai em thì mình hoàn toàn là có thể lên tầng 2 được anh em nhá. Rồi lên luôn, lên tầng 2 càng sớm càng tốt. Múc, ok.
Rồi. Tiếp theo. Cứ thế vã rồi. Ôi à. Ô hay. Tiếp tục. Ủa, chưa ra đấy con mấy vạn năm kia nhỉ? Để có thể lên được tầng 3. Đây rồi, con đầu tiên. Phát nữa. Chưa ra. Chưa ra. Ồ, chưa ra. Ồ, vẫn chưa ra. Giả sử như bây giờ mình đã đủ điều kiện để nhảy lên cái chiến trường viễn cổ nha. Nhưng mà thể lực của mình đang hết 0 trên 30 thì mình sẽ không mua cái gói này vội. Đấy, để bao giờ cho nó đầy cái này đi. Sau đó mình bắt đầu mình nhảy lên cái chiến trường viễn cổ, làm một phát hết 30 thể lực đấy. Cộng thêm bây giờ mình bắt đầu mới vào mua cái gói này, làm 30 thể lực nữa, vã luôn một lẻo luôn. Thế là kiểu gì cũng được điểm cao anh em ạ. Chứ còn bây giờ nếu như mà mua luôn á, xong ấn vào đây, xong lại nhảy lên chiến trường viễn cổ đánh vài cái hết thể lực, thế là xong bắt đầu lại bị oánh tọt xuống dưới tầng 2, đi tìm mãi không được con yêu thú lên tầng 3, phí lắm anh em ơi. Dạo gần đây khi chặt cây thì mình rất là bâng khuâng, vì cứ thỉnh thoảng lại ra một số những trang bị lực chiến tăng lên rất nhiều, cái thuộc tính cơ bản này tăng lên khá khá, với tội là phần trăm cứ bị giảm đi, bực thực sự. Wow, một trang bị lực chiến ngon nhở. Mình thấy là cái yêu lực của cái trang bị này, cũng như là cái phần trăm của trang bị, rồi cái tỷ lệ xuất hiện của cái trang bị nhiều sao á, nó cũng còn phụ thuộc vào cái level nữa anh em nhé. Nếu như mà cây của anh em mà cây 14, nhưng mà anh em level là 310 ấy, nó khác biệt hẳn so với cái cây của anh em vẫn là cây 14, nhưng mà level của anh em là tầm 320-321. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà lên level tầm 319 á, là mình đã xuất hiện ra một vài cái trang bị 3 sao rồi. Đây, hai trang bị này luôn. Và ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là nó xuất hiện ra những trang bị mà lịch sử nó cao hơn hẳn luôn. Ui, chênh 11 level cái khác bọt nhỉ anh em nhỉ. Tăng tận 115 vạn yêu lực này. Càng đét luôn. Đấy, yêu lực của mình lên 1,38 ức rồi. Sắp lên được 1,4 rồi anh em ạ. 338 ngựa linh thạch à. Thế mình sẽ tiếp tục đi thử vận may với cả em ứng long xem nó có ra ứng long được không nha. Mình chỉ reset đúng 3 lần này. 1 2 Và trời ơi, nó không ra anh em ạ. Cay thế nhở. Thôi được, không sao. Lại ra trận ứng long này vậy. Ghê không? Tầng 3.300 vạn nha anh em. Mình thì mình đang thiếu đúng gọi là gì, 8 cái vé triệu hồi tinh quái nữa thôi là mình sẽ sở hữu được cái mốc cuối cùng này. Đấy. Thế thì mình sẽ múc luôn anh em ạ. Để xem là có được cái gì không. Bởi vì ở đây mình đang có 3 trên 5 rồi. 3 trên 5 tức là còn thiếu 5 vé nữa thôi. Trong gói siêu hời tùy chọn này khả năng là mình làm luôn cái này 49k anh em ơi. Ok luôn. Payment successful. 6 vé này. 6 vé này đi chiêu mộ luôn đi. Xem được làm gì không. Ủa giật mình tưởng thêm em tinh quái đỏ nữa thì lại ghê quá. Ê thiếu 200 á. Thôi bỏ. Tích 1 thôi. Ô một mảnh liễu đạo chân này. Rồi tăng được một em. Một em nữa. Đấy, luân hồi điện của mình. Thế là xong. Full một vòng anh em nhé. Còn cái vòng thứ hai này nếu như mình không đủ á, thì tốt nhất là mình lại tích lũy lại đủ 350 vé thì mình lại tiếp tục là chơi sự kiện vòng sau thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì là cái mốc 400 này nó mới ngon, chứ còn mấy cái mốc liều tiểu dìu ở đây chán đời lắm. Để mình xem nào. Túi càn khôn. Ở trong cái phần tinh quái này chắc chắn là anh em sẽ phân vân là không biết là nên chọn em nào. Đấy, em nào cũng cần thiết cả. Thế thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là nên chọn em nào ở trong video chiều nay nhá. Để mình có thể là chia sẻ luôn cho anh em xem là hiện tại em tinh quái nào đang mạnh nhất, cho anh em có cái sự lựa chọn dễ dàng hơn nhá. Còn bây giờ thì chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ, và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo anh em nhá.